Sâm Ngọc Linh chắc chắn là dược liệu nổi tiếng nhất ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Nhưng từ vài năm trở lại đây, không phải hộ nông dân nào cũng chạy theo sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế. Cây đương quy, một loài cây ngắn ngày hơn và dễ trồng hơn, đang là hướng đi mới của nhiều hộ dân người Xê Đăng ở Tu Mơ Rông. Đây là vườn trồng cây sâm đương quy có diện tích 300 m² của gia đình ông A Thắng ở làng Đắc Kinh 2, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mông, tỉnh Kon Tum. Hiện nay, với giá thành 40.000 đồng một ký sâm đương quy, trung bình mỗi mùa, gia đình ông thu được 10 triệu đồng. Một mức thu nhập rất khá so với cuộc sống trước đây của gia đình. Xung quanh nhà thôi mà đất là nên mình chọn cái loại này, thứ nhất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Nếu mình có điều kiện, mình so với cây khác là cây này rất dễ nhất. Mình thấy bà con trong làng trồng cây sâm này nhiều vì giá trị kinh tế cao, lại được xã cho giống nên mình cũng tham gia trồng. Cây này rất dễ trồng, công chăm sóc cũng nhẹ nhàng hơn so với trồng cây mì, cây bắp. Mình hy vọng khi thu hoạch, bán đi sẽ cho nhiều tiền, cho gia đình đỡ vất vả. Không chỉ cây sâm đương quy, ngũ vị tử nói trên, và không chỉ có ở xã Ngọc Lây trồng cây dược liệu, mà người Xê Đăng của huyện Tu Mơ Rông đã vào rừng trồng nhiều cây dược liệu khác nhau như hồng đẳng sâm, sơn tra, sa nhân. Hiện diện tích trồng cây dược liệu của huyện không thể thống kê đủ, bởi do nhiều lý do khác nhau nên người Xê Đăng có thói quen giấu bớt những diện tích mình trồng trong rừng. So với giá trị kinh tế từ đối với cây dược liệu và những cây mà hiện nay bà con đang trồng truyền thống, thì giá trị của cây dược liệu rất là cao. Hiện tại đến thời điểm này, thì nó mang lại một giá trị kinh tế cho bà con là nó tương đối cao. Thứ nhất là giá trị của cây sâm Ngọc Linh. Hiện nay, huyện Tu Mơ Rông cũng chú trọng tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng sang trồng cây dược liệu để phát triển kinh tế. Địa phương đang có những chính sách hỗ trợ giống cho bà con, khuyến khích bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây dược liệu, xây dựng chính sách kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển cây dược liệu, xây dựng nhà máy chế biến cây dược liệu. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.